Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em môn đạo đức lớp 4. Cô mời các em cùng đi tham quan một số công trình công cộng với cô nha. Đây là trường học. Trường học là nơi để cho chúng ta học tập. Đây là bảo tàng chứng tích chiến tranh. Bảo tàng là nơi bảo quản, trưng bày những tài liệu hay những hiện vật có ý nghĩa lịch sử. Còn đây là chợ Bến Thành. Chợ là nơi để cho mọi người mua bán hàng hóa. Đây chính là công viên Tao Đàn. Công viên là nơi để cho mọi người cùng nhau giải trí. Ngoài những nơi mà chúng ta vừa đến tham quan thì còn rất là nhiều công trình công cộng khác. Để hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn các công trình công cộng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Đạo đức giữ gìn các công trình công cộng, tiết 1. Cô mời các em cùng cô đi xử lý các tình huống. Cô có một bức tranh, xin mời các em cùng quan sát bức tranh. Bức tranh đang nói về bạn Tuấn và bạn Thắng đang trên đường đi học về. Đi qua nhà văn hóa xã, Tuấn rủ Thắng: "Tường quét vôi trắng thế này mà vẽ con ngựa lên đó thì đẹp lắm đây. Ta vẽ đi, Thắng ơi." Nếu em là Thắng, em sẽ làm gì trước lời rủ của Tuấn? Vì sao? Các em hãy suy nghĩ, xử lý cho cô tình huống này nha. Và gợi ý của cô: nếu cô là bạn Thắng thì cô sẽ không đồng tình với lời rủ của bạn Tuấn, bởi vì nhà văn hóa xã là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của mọi người, nên mọi người cần phải giữ gìn, bảo vệ. Nếu viết và vẽ lên tường sẽ làm bẩn tường và rất là mất thẩm mỹ. Từ đó cô có ghi nhớ sau: công trình công cộng là tài sản chung của xã hội, mọi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. Cô mời các em cùng bày tỏ ý kiến của mình về các hành vi sau đây nhé. Trong những tranh dưới đây, tranh nào vẽ về hành vi việc làm đúng, vì sao? Bức tranh thứ nhất, Nam hùng leo trèo lên các tượng đá của nhà chùa. Gợi ý của cô: Nam hùng làm như vậy là sai, bởi vì các tượng đá của nhà chùa cũng là công trình chung của mọi người, cần được giữ gìn và bảo vệ. Bức tranh thứ hai, gần đến Tết, mọi người dân trong xóm của Lan cùng nhau quét sạch xóm ngõ. Gợi ý của cô: việc làm đó của mọi người là một việc làm tốt, bởi vì xóm ngõ là lối đi chung của mọi người, ai ai cũng cần phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn. Bức tranh thứ ba, trong kỳ đi tham quan, bắt chước các anh chị lớn, Quân và Dũng rủ nhau khắc tên lên thân cây. Gợi ý của cô: việc làm của hai bạn này là một việc làm sai, bởi vì việc làm đó vừa ảnh hưởng đến môi trường, vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung. Nếu có nhiều người khắc tên lên cây sẽ khiến cho cây bị chết. Bức tranh thứ tư, chú công nhân đang sơn lại cái cầu. Và gợi ý của cô: đây là một việc làm đúng, bởi vì chiếc cầu chính là tài sản chung, và chú công nhân đang sơn lại chiếc cầu là bảo vệ tài sản chung cho mọi người. Và qua hai hoạt động trên thì các em hãy cùng tìm hiểu thêm và kể tên cho cô những cái công trình công cộng mà các em biết. Em hãy đề ra một số việc làm để bảo vệ, giữ gìn những công trình công cộng đó. Và cô cũng có một gợi ý như sau:
Để giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng thì các em cần để rác đúng nơi quy định, không nên vứt rác bẩn và làm bẩn nguồn nước. Chúng ta cũng không nên viết hay vẽ bậy lên tường, và đặc biệt là không khạc nhổ bừa bãi. Và cô hy vọng qua bài học ngày hôm nay thì các em chúng ta sẽ có ý thức về việc giữ gìn và bảo vệ những cái công trình công cộng, đặc biệt là trường lớp của chúng ta. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài tiếp theo. Cô chào và tạm biệt các em.